Nè, anh nhìn đi, mặt em vậy, làm sao mà em dám ra đường? Bà ta là ai mà dám đánh em như vậy? Em yên tâm, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với em nữa đâu, tôi đảm bảo đó. Em không biết đâu, anh đền cho em đi. Nếu mặt em có vết sẹo nào á, là vì anh đó. Còn nữa, em phải hủy show vì việc này rồi, thế nào cũng bị giám đốc sa thải à. Em đừng lo, giám đốc bên đó là bạn của tôi, nói một tiếng là xong. Mẹ, mẹ trả lời con đi, mẹ biết tất cả phải không mẹ? Tại sao ba lại làm như vậy với con? Tại sao vậy mẹ? Nghe mẹ nói nè, có những chuyện mẹ không thể nói cho con nghe vào lúc này được. Mẹ hứa sẽ có một lúc nào đó mẹ sẽ nói cho con nghe. Bây giờ mẹ cần con bình tĩnh. Hãy vì mẹ, vì con, đừng chống lại ba con nữa. Con hãy quên người con gái đó đi nha con. Mẹ, mẹ biết con đau lắm không mẹ? Con thương đẹp rất là nhiều, tưởng là con với cô ấy sẽ được đi chung được. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã chấm dứt rồi mẹ ơi. Mà người làm điều đó lại chính là ba của con. Thôi, con đừng có quá thất vọng như vậy. Rồi con sẽ gặp được một người con gái xứng đáng hơn. Rồi con sẽ yêu và được yêu. Tất cả là do duyên phận thôi con à. Chỉ cần có mẹ bên cạnh, mẹ sẽ luôn yêu thương và che chở cho con. Nhưng mà con không cam tâm. Mẹ biết bác con chấp nhận điều này ngay lập tức thật là khó. Con cần phải có thời gian. Bây giờ con về với mẹ đi nha. Ăn cơm, tắm rửa, nghỉ ngơi, rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai rồi tính tiếp nha con. Con không muốn về. Con tới đây là muốn ngủ lại nhà của ông ngoại. Con muốn được yên tĩnh. Thôi được, vậy mẹ sẽ ở lại đây với con đêm nay. Ừ? Mẹ về nhà đi. Không, còn mẹ ở đâu thì mẹ sẽ ở đó. Mẹ không thể rời xa con lúc này được. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn chị đã được làm con của mẹ. Mẹ không phải là người mẹ hoàn hảo. Mẹ đã không bảo vệ được con trai của mình. Ngủ ngon nha con. Chỉ là một cơn ác mộng, rồi sẽ qua thôi.
Lần này ông đừng hòng trốn thoát như lần trước. Nếu ông bước ra khỏi chỗ này, tôi không đảm bảo là ông còn nguyên vẹn. Dạ, tôi không dám nữa đâu. Các anh làm ơn cho tôi biết đi. Hiện nay vợ con tôi đang ở đâu và họ sống ra sao? Hiện bây giờ họ đang rất là an toàn. Chỉ cần ông làm theo yêu cầu của tụi tôi, lập tức ông sẽ được gặp vợ con. Làm việc tới đâu rồi? Tôi đã đưa ra mọi yêu cầu. Ông ấy vay Kim Ngân, tổng nợ hai hợp đồng là 20 tỷ, lãi suất cộng dồn không trả bây giờ lên tới 23 tỷ. Tôi đã yêu cầu ông ấy làm giấy bán nhà cho anh Kiên đây. Xin ông hãy cứu tôi. Tôi không thể ký giấy bán cái nhà này được. Số máy móc ngân hàng các ông đã niêm phong lên tới 10 tỷ. Căn nhà này trị giá 25 tỷ, mà chỉ ký bán có 13 tỷ là không được. Vậy thì ông trả tiền mặt đi. Xin ông hãy cho tôi thêm thời gian. Chúng tôi đã cho ông thời gian nửa năm nay rồi, nhưng ông chả giải quyết được chuyện gì hết. Bây giờ ông ký giấy bán nhà cho anh Kiên để lấy tiền trả lại cho ngân hàng. Sau đó vợ con của ông vẫn còn được ở lại đây mà. Nể tình mọi người ở đây, tôi chỉ lấy ông có 5%. Giá bèo quá mà. Tôi cho ông biết, ông không còn cách nào để lựa chọn tốt hơn nữa đâu. Nếu như ông không bán, chúng tôi sẽ ra lệnh phát mãi. Tiền chúng tôi đưa cho ông là tiền thật, chứ không phải là giấy. Thời hạn khất nợ đã hết, chấp nhận sự thật đi, đừng nuối tiếc. Nếu có chuyện gì không hay xảy đến với vợ con ông, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Tôi muốn giải quyết dứt điểm vụ này trong ngày hôm nay. Còn làm cách nào, các cậu tự giải quyết. Anh hai cứ yên tâm, về nhà chờ tin. Chắc chắn em sẽ báo tin dù cho anh hai sớm nhất. Chào cô chủ. Tôi muốn gặp cô Mộng Niệm. Dạ. Anh đừng nói với tôi là cô ấy bị giam lỏng ở đây nghe. Dạ không phải. Tôi được tổng giám đốc phái tới là để bảo vệ cho cô ấy. Anh cần nói chuyện với em. Anh vào nhà đi, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Dạ. Anh về đi. Anh tới đây làm gì? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Sao không phải là người khác mà là ba của anh? Đừng tiếc nuối một người con gái như em. Hãy quên em đi. Anh không cam tâm. Tại sao lại như vậy? Hay là ba đã ép em làm chuyện này? Không, là em tự nguyện. Thank you.
Ủa gì? Cái bà đó tới tìm bà chủ làm gì vậy? Nó nhỏ thôi, con hỏi gì gì biết hỏi ai. Bà tìm tôi có chuyện gì? Bà giả bộ bị điên hay bà bị điên thật? Xin bà ăn nói cho cẩn trọng. Bà có biết là ông Hải đang làm cái gì ở ngoài kia không? Tôi không quan tâm. Thôi được, tôi biết là bà không quan tâm tới người đàn ông đó từ rất lâu rồi. Bà sai rồi. Tôi vẫn quan tâm tới chồng của mình, nhưng theo cách riêng của tôi. Vậy nếu như chuyện đó liên quan tới con trai của bà cũng không quan tâm chắc? Bà muốn nói gì thì cứ vào thẳng vấn đề, tôi không muốn mất thời gian với bà. Được, tôi sẽ nói thẳng. Bà cũng biết là ông Hải đang hú hí với đứa con dâu tương lai của bà ngoài kia, thì tại sao bà không đến đó và cho nó một trận? Tại sao bà phải chịu đựng như thế này? Ông ấy làm gì, quan hệ với ai ở ngoài đường, không liên quan gì tới tôi. Cũng như 20 năm nay, tôi có làm phiền bà không? Bà thật là nhu nhược. Bà lại sai nữa rồi. Tôi không nhu nhược, tôi nhẫn nhịn vì những điều quan trọng. Bà nghĩ là mình đang hy sinh cao thượng, nhưng cuối cùng sự hy sinh cao thượng của bà nhận được điều gì ngoài sự khinh bỉ của chồng bà? Tôi nghĩ người như bà thì không hiểu được đâu. Làm sao bà có thể cảm nhận được bốn chữ hy sinh cao thượng nó như thế nào chứ? Bà nói vậy là ý gì? Chỉ có những người được làm mẹ thì mới cảm nhận được hạnh phúc như thế nào khi được hy sinh cho con cái của mình. Bà thì làm sao hiểu được cảm giác đó chứ? Bà mỉa mai tôi à? Tôi thật sự thương hại cho bà đó. Cố đánh cắp hạnh phúc của người khác, vậy làm của riêng cho mình. Cuối cùng thì bà có hạnh phúc không? Hay là bị phản bội? Bà có cảm thấy đau không? Tôi không cần bà phải lên giọng dạy đời tôi. Chị Hoài. Dạ. Chị tiện khách giùm tôi nha. Dạ. Tôi thấy hơi mệt. Bà tưởng bà trong sạch lắm hả? Cũng tại vì bà ngoại tình với người ta cho nên mới bị chồng bà bỏ rơi khinh bỉ, không động vào cơ thể bà suốt bao nhiêu năm nay mà. Dạ mời bà, tôi còn phải đi cho chó ăn nữa. Cho chó ăn, cho chó ăn. Tôi không bằng con chó hả? Tôi không bằng con chó. Bà là cái loại người gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Dạ, đó là bà nói. Chứ tôi là thân phận thấp hèn, ăn ở đỡ cho người ta. Dạ, làm sao mà dám so sánh con chó với người cao sang như bà đây được ạ? Ông bà người ta nói không có sai mà. Cây độc thì không trái, mà gái độc thì không có con. Tránh ra! Mấy người trong nhà đây toàn là một lũ điên. Công nhận cái mặt bà này cũng dày ghê. Giật chồng người ta mà kêu người ta quýnh ghen giùm mình. Uống đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện như hai người đàn ông với nhau. Làm người đàn ông, quan trọng nhất là sự nghiệp. Nếu con thành đạt rồi, thì cả thế giới này sẽ thuộc về con. Ba nghĩ rằng tiền quan trọng hơn cả tình yêu sao? Đúng vậy. Vì có tiền, con cũng sẽ mua được cái thứ hay gọi là tình yêu đó. Con nghĩ, cái thứ tình yêu mà có thể mua bán được thì chắc là không có giá trị. Chính xác. Ba đang muốn nói với con câu này. Con không hiểu ý ba. Vậy mới nói, con còn quá khờ khạo non nớt. Người ta nói, lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà. Và ba đã mua được của ta. Sao ba lại làm như vậy?
Chỉ vì ba muốn tốt cho con. Muốn tốt cho con hả? Ba đã cướp đi người yêu của con, mà lại là muốn tốt cho con sao ba? Cái thứ tình yêu mà mua được thì không gọi là tình yêu đích thực. Con cũng vừa mới xác nhận xong. Cũng vì ba thấy con quá hiền, chỉ sợ người ta lừa con, nên ba đã thử cô ta. Và cô ta cũng dễ dàng ngã vào tay ba. Tài sản của ba sau này cũng là của con. Ba có cách chọn một đứa con dâu trung thực hơn, yêu con thật lòng, chứ không phải là vì con là con của một đại gia. Quên cô ta đi. Ba đã cho con làm một phép thử. Đừng vì chuyện này mà gây hiềm khích với ba. Sẽ không có lợi cho con. Hai già thiệt rồi, mình có con thiệt rồi. Đứa con sẽ đàn một mình dạo mấy. Làm lẽ cũng được, miễn sao ông ấy luôn chu cấp cho mình đầy đủ một cuộc sống của giới quý tộc mà mình mơ ước. Anh. Có chuyện gì mà em vui dữ vậy? Em có thai rồi. Em nói cái gì? Em có thai rồi. Em báo tin có con mà anh không vui sao? Tôi đã có đủ con rồi. Anh nói vậy là sao? Nó là con của anh mà. Cô sẵn sàng lên giường với tôi thì cô cũng sẵn sàng lên giường với những thằng đàn ông khác. Làm sao tôi biết chắc đó là con của tôi? Nếu cô có thai rồi thì lo dưỡng thai đi. Tôi ra ngoài tìm người khác đáp ứng nhu cầu của tôi. Em mới chính là người phụ nữ mà tôi yêu. Tôi hận em, nhưng lại không ngừng yêu em. Những con đàn bà khác chỉ là trò múa vui. Anh mới về hả? Xin lỗi nha, em ngủ quên.
Ngủ đi, không cần thức. Con ổn chứ? Dạ con ổn. Con đã nói chuyện với ba chưa? Nhưng về chuyện gì hả mẹ? Chuyện của mộng đẹp đó. Ba con đã nói gì? Mẹ đừng lo cho con, con không sao đâu. Dạ ba mới về. Dạ con chào ba. Con nhìn ba hồng hào khỏe mạnh hơn lúc ba đi đó. Vậy hả? Dạ con chào ông nội. Để ba qua ba ôm cháu nội ba cái coi. Ông nội khỏe hả ông nội? Khỏe khỏe. Mấy mẹ con bay khỏe hết hả? Ông du lịch kỳ này hơi lâu, nhớ nhà lắm. Bà con luôn đi chỗ này tới chỗ khác, không cho về. Ba còn sức khỏe, ba cứ việc đi chơi cho thoải mái. Mai mốt có tuổi rồi, muốn đi cũng đi không được. Thôi mình ra xe về nhà đi, ba thèm cơm của con dâu nấu lắm rồi. Dạ con đã chuẩn bị những món mà ba thích nhất đó. Cảm ơn con nhiều lắm. Thằng Hải á, trưa nay phải ở nhà ăn cơm với ba nghe. Lâu quá rồi cả nhà mình chưa ngồi ăn chung với nhau. Dạ. Con mời ông nội. Dạ thưa ông mới về. Hoài phải không? Dạ. Con có khỏe không? Dạ con khỏe, cảm ơn ông. Ông về cả nhà vui quá chừng luôn. Dạ thưa ông, đây là con Lụa, cháu của con ở dưới quê mới lên đó ông. Vậy hả? Gái quê có khác, xinh đẹp và lại lễ phép nữa. Con đem đồ phụ vô nhà đi, rồi dọn cơm cho ông ăn. Mình vô rồi. Alo. Ok, được, tôi sẽ tới ngay. Xin lỗi ba, con có việc phải đi gấp, không ăn cơm với cả nhà được. Chiều nay con sẽ đặt một nhà hàng hải sản, cả nhà mình sẽ đi ăn. Con bận gì dữ vậy? Giao việc cái lính nó làm. Có những chuyện phải do chính con giải quyết, không thể giao cho ai. Con đi đây. Dạ ba, con có cần phải đi với ba không? Con à, ở nhà ăn cơm với ông đi con, xong rồi tới ngân hàng gặp ba sau. Em dọn cơm nhanh, anh ăn rồi đi không được sao? Không, công việc gấp. Con đi đi, chiều cha con mình gặp sau. Dạ, thưa ba con đi. Vụ này phải làm dứt điểm, không để mất thời gian nữa. Bên chú Kiên đang chờ lệnh của tổng giám đốc. Đã mấy tháng nó không đóng tiền lời rồi. 2 tháng 5% cho 13 tỷ là 1 tỷ 3. Ông ta đã ra công chứng hồ sơ bán nhà cho Kiên rồi. Bây giờ còn chần chờ gì nữa mà không đi sang tên đi. Sang tên xong nhớ lên phường báo đăng ký tên chủ nhà mới. Về mặt luật pháp phải làm cho cứng. Nhưng hiện tại
vợ con của ông ta vẫn còn ở trong nhà. Việc đó chẳng có gì là khó. Khi chú Kiên sang tên sổ hồng xong, lên phường làm giấy cho thuê lại nhà, cứ cho khoảng chục tên đầu gấu tới đó ăn ở nhậu nhẹt, lúc đó họ sẽ tự bỏ đi. Cậu là người thân tín của tôi, có những khoản lợi tức mà cậu có quyền được hưởng, ví dụ như những vụ này. Còn những cổ đông khác họ không được biết. Tôi hiểu mà. Tôi đi gặp bên chú Kiên đây. Con mời ba. Đây là trà cung đình, ba uống một chút đi cho dễ ngủ. Cảm ơn con. Ba về hơn cả tuần nay cũng chưa gặp được mặt chồng con để nói chuyện nữa. Nó bận gì bận dữ vậy? Không thấy mặt mũi nó đâu hết trơn á. Dạ, cũng có thể là do công việc của ảnh bận thật. Nhưng mà điều quan trọng là do con không đủ sức để kéo chồng mình về nhà sau những giờ làm việc. Ba thì không hiểu chồng con nó nghĩ cái gì nữa. Đốt đuốc mà tìm một người vợ như con đâu phải dễ. Ba thấy nó thay đổi quá nhiều rồi đó. Cái mà con lo nhất là công việc của ảnh. Con thấy ảnh làm việc với một số người không có đàng hoàng. Con thấy lo lắm, nhưng mà cái thằng này nó thông minh, quyết đoán, nhưng nó cũng là người háo thắng. Nếu không có người kềm chế nó dễ đi sai đường lắm. Dạ, con thấy lo lắm. Làm gì cũng không thoát khỏi lưới trời. Luật nhân quả không từ một ai. Sao con không lựa lời mà khuyên chồng con? Phải có phương án dụ cọp ra khỏi hang, bắt cóc vợ và con nó, tự động nó sẽ ra mặt. Con cũng đã cố khuyên can ảnh, nhưng mà thái độ của anh Hải rất coi thường con. Ba lựa lời khuyên can chồng con nha ba. Con chỉ sợ là anh đi quá xa rồi, khi muốn dừng lại thì không kịp nữa. Được rồi, để ba lựa lời nói chuyện với chồng con. Không có quan trọng. Lên phòng đi. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đang mang thai đứa con của anh mà. Cô định đem đứa con ra làm áp lực với tôi sao? Cô không đủ tư cách đâu. Anh đã lừa dối tôi. Tôi đã mù quáng ngu muội đi tin những lời ngó ngọt của anh. Tôi chưa bao giờ dụ dỗ cô. Cái cô cần ở tôi là danh vọng, và tôi đã cho cô điều đó. Hào quang ảo vọng chính là thứ ma túy gây nghiện chết người mà giới trẻ của các cô đang dùng. Nhưng nói gì thì nói, em cũng đã có con với anh. Anh không thể đối xử với em như vậy. Cô nghĩ có thể dùng đứa con để trói buộc tôi hả? Nè, tự giải quyết đi. Nếu không thì nuôi con một mình, không liên quan gì tới tôi. Ông đúng là đàn con. Tôi ngu ngốc đã không nghe lời khuyên của mọi người. Ông quả thật độc ác hơn quỷ. À!
Đừng bao giờ gọi tôi là đồ khốn. Nghe chưa? Đàn bà chỉ là trò chơi đối với tôi. Tôi căm ghét có loại đàn bà phản bội. Sẽ phải trả giá. Nói lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, và ba đã mua được cô ta. Quên cô ta đi, ba đã giúp con làm một phép thử. Đừng vì chuyện này mà gây hiềm khích với ba, sẽ không có lợi cho con. Trên đời này có người cha chồng nào đi thử con dâu như vậy không? Vào đi. Dạ, tổng giám đốc đang chờ cô qua họp ạ. Rồi tôi qua liền. Dạ. Bà quên có cuộc họp hôm nay à? Trễ 10 phút rồi. Em chưa quên, nhưng em cần thời gian để kiểm tra và bổ sung một số chi tiết trong dự án. Thôi, mình bắt đầu đi. Tôi còn có một cái hẹn với khách nữa. Bà đã làm cái dự án đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp cho bên công ty Kim Ngân tới đâu rồi? Về chuyện này thì em và Mạnh đã thiết kế xong phần dự án. Còn phương pháp xin vay vốn ở Ngân hàng Đại Dương thì còn chờ xin ý kiến của Tổng Giám đốc. Sau cuộc họp này thì em sẽ đưa ra con số cụ thể. Với một dự án như vậy, tối đa chúng ta có thể vay bao nhiêu và tối thiểu là bao nhiêu? Dựa trên tài sản có sổ đỏ của lô đất dự án mà Kim Ngân đang đứng tên và cả dự án xây dựng thì chúng ta có thể vay tối đa là 500 tỷ. Tôi sẽ lấy danh nghĩa của MT Bank bảo lãnh cho dự án này. Liên lạc bên đó, họ đòi bao nhiêu phần trăm? 3% là con số cuối cùng mà em điều đình được với họ. Cao quá. Một con số trên tổng số tiền được vay không phải là nhỏ. Đây là nội bộ chỉ có 3 người, cho nên tôi cũng mạnh dạn nói. Chúng ta thừa biết dự án kinh doanh khống này chỉ là một dự án ma. Số tiền vay về chúng ta sẽ làm một chuyện khác. Cho nên quy hồng 3% là chơi được. Chuyện này tôi cũng thừa biết. Nhưng dù sao thấy tiền đi nhiều như vậy tôi cũng thấy tiếc. Được rồi, cậu và Duyên sẽ theo sát vụ này cho tôi. Chừng nào hồ sơ hoàn tất, Duyên chuyển qua cho tôi liền nha. Có cần tôi hỗ trợ gì thì cứ alo.
Tôi xin phép đi trước, có khách hàng xin vay đang chờ tôi. Tôi xin phép đi về phòng. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Xong phi vụ này, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà. Nếu như bà thấy tinh thần không được thoải mái thì nên đi du lịch nước ngoài một chuyến đi. Anh vẫn còn quan tâm tới em à? Lúc nào tôi cũng quan tâm tới bà. Chỉ có điều thời gian này tôi bận nhiều việc quá. Em còn biết là anh đang bận việc gì nữa kìa. Tôi mong bà phân biệt rạch ròi giữa tình cảm và công việc. Đừng để ảnh hưởng tới con đường chung mà chúng ta đang đi. Nếu không còn việc gì thì em xin phép ra ngoài. Ông quan tâm tới tôi hay là ông quan tâm tới tiền của ông? Tôi mà không làm lợi cho ông thì ông đã quăng tôi ra ngoài cửa như người ta vứt rác rồi. Dạ thưa ba con nghe. Con ăn trưa chưa? Dạ con tính về ăn cơm với nội với mẹ. Con ra nhà hàng ăn đi, ba có chuyện riêng muốn bàn với con. Dạ vậy ba nhắn địa chỉ đi, con tới liền. Ok. Mày còn phải đau gấp trăm ngàn lần như vậy. Những gì cha nợ tao mày phải thay mà trả. Alo. Em làm cái gì mà tôi điện thoại sao không nghe máy? Em mệt. À, tôi xin lỗi. Vì hôm qua say quá nên không phải với em. Tôi muốn đền cho em. Em dậy thay đồ đi. Tài xế sẽ về đón em ra nhà hàng ăn trưa với tôi. Mặt mày bị bầm tím hết rồi, làm sao mà đi được? Không sao đâu, chỉ đi ăn có mình tôi với em. Em cũng không cần trang điểm. Thay đồ đi, tài xế sẽ chạy về đón liền đó. Alo. Alo. Lúc nào cũng mệnh lệnh, mệnh lệnh. Alo, Điệp hả con? Con đi đâu mà 3-4 ngày nay không về nhà vậy? Dạ, con đang ở nhà bạn. Giọng con bị sao vậy? Bộ con bị bệnh hả? Dạ không có. Tại hôm qua con uống nhiều rượu nên hôm nay bị nhức đầu. Điệp à, con là con gái, con đừng có sống buông thả như vậy. Anh hai con mà biết được là con chết. Bữa giờ anh hai con điện về hỏi, má phải giấu cho con đó. Dạ, con cảm ơn má. Má đừng có nói gì với anh hai hết nha má. Ừ, má biết rồi. Vậy chừng nào con về? Chiều nay má nấu canh chua cá dứa cho con về ăn nha. Dạ, về nha má. Má.
Em ngồi đây đi. Tôi cố tình gọi những món ngon để bồi bổ cho em. Em ăn nhiều vô một chút. Em bỏ mắt kính ra cho dễ ăn. Trời ơi, tôi tệ thiệt đó. Sao lại ra tay với em nặng như vậy? Lần sau á, thấy tôi say rồi thì em đừng có nói năng lung tung nữa nha. Thôi, đừng có khóc nữa. Tôi biết lỗi của mình rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Em ăn đi cho nó. Anh hứa là không có được đánh em nữa đâu nha. Ừ, tôi hứa. Đang ăn mà đeo làm gì cho vướng víu. Con ăn đi, vừa ăn vừa bàn công việc luôn. Ừ. Số cổ phiếu con mua tuần vừa rồi, con có ý định bán đi hay ngậm đó để chờ tăng? Con đang chờ ý kiến của ba. Cái gì có lợi á thì con phải tự quyết. Là thằng đàn ông rồi thì phải có bản lĩnh. Sao có đứng sau lưng người ta vậy? Phụ nữ á sẽ không bao giờ thích những thằng đàn ông vô dụng. Em ăn đi. Bây giờ không phải là em ăn cho mình, mà ăn là vì con của chúng ta. Sao vậy? Nghe tin mình sắp có em, con hồi hộp vậy à? Không sao đâu. Để ba ra gọi bồi bàn vào chọn. Em đã có con chưa? Vì mà ba anh lại đánh em ra nước đổi như chính ông đã sắp xếp cuộc gặp mặt này. Phải thì sao? Ông thỏa mãn khi nhìn người khác đau khổ. Ông sung sướng hả hê khi hành hạ được chúng tôi. Nhưng người ngồi trong kia là con trai của ông mà. Sao ông lại nỡ làm như vậy? Nó là con trai của tôi hả? Cô biết cái gì mà nói? Hả? Ngậm miệng lại! Điệp à, con dậy ăn miếng cháo cho nóng đi con. Con không ăn đâu. Con về nhà từ chiều đến giờ không có chịu ăn uống gì hết. Má lo lắm. Có chuyện gì xảy ra với con gì Điệp?
Cô nói cho má nghe đi. Con không có sao đâu, má đừng có lo. Mặt mày con bầm tím, người con phờ phạc như vậy mà con nói là không sao. Làm sao mà má tin con được? Con bị té xe, chỉ bầm sơ thôi, vài ngày là khỏi à. Má đừng có lo, má đi ngủ đi. Để cháu đó mình chúc con ăn. Nếu con thấy mệt cứ gọi cho má nha. Má, chuyện gì vậy con? Con làm cho má lo nhiều lắm phải không má? Con xin lỗi má. Cho dù con không nói, nhưng má biết con đang trải qua những chuyện rất tồi tệ. Con biết con sai rồi má. Con à, cho dù chuyện gì đã xảy ra, gia đình chính là chỗ dựa của con. Con còn có má, có anh hai bên cạnh. Biết sai mà sửa sai là tốt rồi. Bỏ hết, làm lại từ đầu đi con. Con không còn dũng khí để làm lại từ đầu. Con đã bị dồn vào bước đường cùng rồi. Tất cả là lỗi của con. Con phải làm sao đây? Dạ, vậy là đám dỗ kỳ này của mẹ mình quyết định đãi 20 bàn hả ba? Ờ, thì cũng khoảng tầm đó con. Ngoài bà con họ hàng mình thì chủ yếu là bạn bè làm ăn của chồng con. Ba thì có 2 bàn thôi. Dạ, con cũng đã chuẩn bị thực đơn rồi. Con nấu đồ cúng mẹ con thôi. Còn tiệc thì thuê người ta làm cho nó tiện. Dạ, không được đâu ba. Tính của mẹ con khó lắm. Nếu mà đã đãi tiệc rồi thì phải tự tay người nhà nấu nướng. Con mà làm sai thì mẹ về trách đó. Vậy con kêu thêm một nhóm người về phụ nha. Dạ, con biết rồi. Thôi, ba đi ngủ đi. Dạ. Ủa, thằng Thiên nó về chiều giờ sao không thấy nó ra khỏi phòng hả con? Dạ, cháu nó nói mệt cho nên đi ngủ sớm rồi. Chúc ba ngủ ngon. Anh ở bên đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe anh. Anh không cần phải làm thêm ngoài giờ nhiều nữa đâu. Để dành thời gian mà học. Em giờ đã có công việc ổn định rồi. Anh đừng gửi tiền về nữa. Sao bữa nay em nói chuyện cứ như một người khác vậy? Em đừng có lo, anh biết sắp xếp mà. Chỉ cần em và má sống thoải mái một chút, thì anh có cực cũng không sao đâu. Em cũng nói với má là nghỉ bán chè đi. Nhưng mà má không có chịu. Má nói nghỉ ở nhà buồn, phải đi làm cái gì đó. Anh cũng khuyên má hoài mà má không có chịu nghe. Má đã theo cái nghề này mấy chục năm rồi, nuôi anh em mình khôn lớn cho tới tận bây giờ. Dạy má đã chai sần đi. Anh em mình biết má khổ như vậy thì phải ráng mà sống cho nên người, đừng có để cho má lo. Như vậy là đã trả hiếu cho má rồi, em biết không?
Dạ, em biết rồi anh hai. Thôi em đi ngủ đây. Anh hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh hai. Ok em ngủ đi, cũng khuya rồi đó. Dạ. Anh hai, em thương anh hai lắm. Con nhỏ này, sao hôm nay em lạ vậy? Thôi được rồi, anh đi làm việc đi. Có gì bữa nào rảnh á, anh sẽ gọi điện thoại tám với em tiếp. Dạ. Chẳng bao giờ em còn cơ hội được gặp lại anh hai nữa đâu. Anh hai tha lỗi cho em nha anh hai. Con là đứa con bất hiếu. Ba chờ con sẽ về với ba. Con không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa. Cô gọi tôi ra có chuyện gì? Con biết giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Con chỉ muốn nói con xin lỗi cô. Cô không cần phải xin lỗi tôi đâu. Hãy xin lỗi bản thân mình đi. Cô sống như thế nào mà bây giờ cô lại ra nông nổi này? Chắc là ông ấy đã đánh cô đúng không? Đó là cái giá mà con phải trả khi con đã bỏ qua lời khuyên của người lớn. Con biết con sai rồi. Con cầu xin cô hãy tha thứ cho con. Tôi tha thứ cho cô là điều không quan trọng đâu. Chỉ là tự bản thân cô có tha thứ cho mình hay không thôi. Lỗi lầm của cô đã gây ra quá nhiều tổn thương cho người khác. Con biết con đã đánh mất những điều tốt đẹp nhất chỉ vì tham vọng, vì những dòng hào quang choáng ngợp. Mà con đã bất chấp tất cả để đánh đổi. Có rất nhiều kiểu để nổi tiếng, nhưng nếu không có năng lực thì sẽ chẳng có ai nhớ tới mình hết. Những kiểu nổi tiếng đó không có giá trị đích thực. Nó là giá trị ảo thôi, cô biết không? Con biết mình nông nổi ngu dại. Giờ đây con đã thấm thía. Xin con hãy rộng lượng, bỏ qua hết những lỗi lầm của con. Người mà con thấy có lỗi nhất là anh Thiên, và sau đó là cô. Cô đang ở trong một tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Giờ không phải là lúc để cô tự kết tội mình đâu. Cô phải bình tâm lại, sống tĩnh tâm một thời gian, rồi nghiệm ra những điều sai trái của mình, rút ra một bài học để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn. Dạ. Con nghe nè mẹ. Thiên, mẹ mới vừa gặp Mộng Điệp về. Mẹ thấy biểu hiện cô ấy kỳ lạ lắm. Nếu có thể, con hãy gọi điện đến trấn an hay là thăm hỏi cũng được. Mẹ thấy tinh thần của con bé không có được ổn đâu. Cô ấy hẹn gặp mẹ hả? Ừ, nó xin lỗi và khóc nhiều lắm. Mẹ lo là có chuyện gì đó xảy ra với con bé. Con cảm ơn mẹ, để
để con gọi điện thoại con hỏi cô sao. Dạ, con cúp máy nghe mẹ. Alo. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà của em. Bây giờ anh muốn gặp em ngay được không? Em đừng có làm chuyện gì dại dột nghe. Em là đứa khốn nạn, không đáng để anh quan tâm. Thành Thiên, em xin lỗi anh, vĩnh biệt anh. Điệp. Bông Điệp. Bông Điệp. Điệp ơi, Điệp! Điệp ơi! Mà gửi cho anh Điệp ơi! Điệp ơi, Điệp! Điệp ơi, Điệp! Điệp ơi! Làm gì anh? Có chuyện gì vậy? Điệp ơi! Điệp! Điệp ơi! Mà gửi cho anh Điệp ơi! Điệp ơi, Điệp! Cô Nhàn ơi! Cô Nhàn! Điệp ơi, Điệp! Điệp ơi! Điệp ơi, Điệp! Mà gửi cho anh đi, Điệp! Điệp ơi! Bà! Bà cái chìa khóa cửa không? Đừng còn nhanh lên đi! Nhanh đi bác. Điệp ơi. Nhanh lên chưa ra. Đi. Điệp ơi. Điệp. Điệp ơi. Điệp ơi. Điệp ơi. Trời ơi, nhanh lên. Điệp ơi, con làm cái gì vậy? Em làm gì? Con làm gì quá sợ. Con tỉnh lại đi con. Thử vậy nè. Điệp ơi. Trời ơi, con tôi. Sao con vậy? Điệp ơi, Điệp. Con quen đi. Sao lại tự tử vậy? Điệp, mà mất làm cái gì cho đi. Điệp, tỉnh lại đi con. Con đừng có làm cho má sợ con ơi. Điệp ơi. Đừng quay vô bệnh viện đi. Con người giúp con một tay đi. Con ơi. Không kịp rồi anh ơi. Cô ấy đã đi rồi. Điệp ơi. Điệp. Điệp ơi. Con ơi. Cô Nhàn, cô Nhàn. Đưa cô đi bệnh viện lẹ lên. Lẹ lên. Ông cô lên, ông cô lên. Trời. Tuần sau là đám giỗ mẹ con rồi đó. Nhanh thiệt. Mới đó mà bà mất đã 15 năm rồi. Năm nay quan khách của con nhiều hơn, các mối quan hệ làm ăn rộng rãi. Chắc phải đặt thêm tầm 10 bàn nữa mới được ba. Vậy hả? Linh à, con quay lại đi con. Tới 30 bàn lận đó. Con nấu nướng cực lắm đó. Thôi thì con cứ nấu đám cúng bàn thờ mẹ con. Còn đãi đằng khách khứa thì mình đặt bên ngoài hết đi. Dạ, vậy để con tính lại. Mẹ nghe nè Thiên. Chuyện gì vậy con? Mộng Đẹp treo cổ chết rồi. Cô ta chết thì liên quan gì tới tôi? Mộng Đẹp là ai vậy? Ba đừng có quan tâm. Một người dưng vậy mà. Thôi, thưa ba con đi làm.
Trời ơi, sao ông có thể bàng quan nói những lời lạnh lùng như vậy chứ? Đến giờ này tôi vẫn không tin là Điệp đã chết. Anh không tin thì làm sao mà tôi tin được? Con bé đối với tôi là tất cả. Tôi yêu nó còn nhiều hơn cả bản thân mình nữa. Tôi hiểu cảm giác này của anh. Vì tôi cũng có một đứa em gái. Hiện nó đang du học cùng tiểu bang với anh. Vì sao một đứa con gái vốn nhí nhảnh yêu đời như nó lại chọn một cái chết quá thảm khốc như vậy? Nguyên do nào? Nguyên do nào mà đẩy con bé vào bước đường cùng này? Anh không muốn má anh nghe chuyện này nên mới mời em ra đây. Em là bạn thân của Điệp. Em có biết gì về cái chết của Điệp không? Trước khi chết, nó đã nói gì với em? Trước khi chết, nó rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Nó có tới gặp em và kể tất cả mọi chuyện, nhưng em là chủ quan. Em không ngờ tình hình đã xảy ra tồi tệ như vậy. Anh muốn biết nguyên do nào đã đẩy con bé vào sự bế tắc đến nỗi nó phải quyên sinh? Anh cũng biết trước đó Điệp và Thành Thiên yêu nhau, nhưng mà sau đó Điệp đã nói với anh là chia tay vì hai người không hợp nhau. Vậy anh có biết ai là người chen ngang cuộc tình của họ không? Là ba của Thành Thiên. Vậy là ông ấy đã cấm cản hai người, khiến cho nó phải tuyệt vọng. Không phải như vậy. Ông ấy đã cặp với Mộng Điệp. Cái gì? Ba của Thành Thiên trở thành tình nhân của em gái anh? Ừ. Lúc đầu em biết chuyện, em đã khuyên nó nhiều lắm, nhưng Điệp nó đã bất chấp tất cả. Vì ông ấy đáp ứng được nguyện vọng của nó, vì tiền và danh vọng, nó đã lao theo và bỏ rơi Thành Thiên. Tại sao? Tại sao ông ấy lại làm như vậy? Em không biết. Thời gian đầu, hai người rất vui vẻ và hạnh phúc, cho tới khi Điệp có thai với ông ấy. Cái gì? Điệp có thai? Dạ phải. Khi phát hiện mình đã có thai, Điệp muốn dùng đứa con để ràng buộc ông ta. Nhưng mà thật bất ngờ, ông ta đã quay lưng với nó. Thậm chí, ông còn đánh đập Điệp dã man. Cô bé đã không đủ bản lĩnh để vượt qua. Nó bế tắc và đã tìm tới cái chết. Hai mạng người, chứ không phải là một. Em hãy yên nghỉ đi. Và nhất định sẽ trả thù cho em. Sao ông có thể dửng dưng, lạnh lùng một cách tàn nhẫn như vậy? Ông vẫn có thể ngủ ngon khi đã gây ra nhiều tội lỗi như vậy sao ông Hải? Nếu khóc mà con thấy lòng nhẹ hơn thì con cứ khóc đi. Mẹ ơi, con đau lắm mẹ ơi. Mẹ hiểu cảm giác của con.
Nhưng mẹ phải làm sao đây? Làm sao để cho con bớt đau hơn đây? Con đau một, lòng mẹ đau đến 10, con có biết không? Mẹ ơi, tại sao ba lại làm như vậy hả mẹ? Mộng đẹp còn quá non nớt, làm sao có ấy chịu đựng được một cú sốc lớn như vậy? Bà quyến rũ cô ấy, rồi lại bỏ rơi cô ấy khi cô ấy đang mang thai. À, cái gì? Mộng Điệp, Mộng Điệp có thai với ba con hả? Chính ba là người đã báo cho con biết con sắp có một đứa em. Trời ơi, dạ con chào bác. Cậu mới qua hả? Chào anh. Ngày mai tôi đi rồi nên hôm nay mời cậu qua dùng bữa cơm để chia tay. Để tôi thắp cho Điệp một nén nhang. Cậu qua đây ngồi nè. Để cho con Điệp sớm siêu thoát, tôi cũng chai 100 ngày cho nó, nên chỉ mời cậu dùng bữa chay thôi. Dạ không sao đâu bác, con ăn gì cũng được mà. Tôi mời anh tới dùng cơm với gia đình, trước là muốn cảm ơn anh đã giúp tôi lo chu đáo cho tang lễ của Điệp. Còn sau á, tôi có lời gửi gắm. Khi tôi đi rồi á, anh thỉnh thoảng đến thắp nhang cho em gái tôi. Tôi thấy mình có trách nhiệm với cái chết của Điệp. Nếu Điệp không quen biết tôi, có lẽ giờ này cô ấy vẫn còn đang sống vui vẻ. Con người mà, sống chết có số. Anh đừng tự trách mình làm gì. Tôi biết anh là người tốt, chỉ là em gái tôi không có phước ở bên cạnh anh thôi. Anh có nói gì thì tôi vẫn thấy mình có tội với Điệp. Anh đâu phải là người gây ra cái chết cho Điệp đâu mà anh nói vậy. Tôi tin là em gái của mình cũng không trách anh đâu. Số nó ngắn ngủi quá, chưa bước qua 20 mà đã đi rồi. Qua bên kia không biết có ai che chở cho nó không nữa. Má, nhất định bác phải mạnh mẽ lên. Bác không được suy sụp. Má như vậy thì làm sao con đi được. Má yên tâm đi, chỉ một năm nữa thôi con sẽ lấy bằng, và con sẽ về phụng dưỡng cho má. Anh cứ đi đi, tôi hứa là sẽ thay anh chăm sóc cho bác trong thời gian tới. Cảm ơn anh rất nhiều. Thôi, hai đứa ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Dạ. Cảm ơn anh. À, nghe nói là anh có cô em gái học cùng tiểu bang với tôi. Ngày mai tôi đi rồi, anh có muốn gửi gì không? Có gì tôi sẽ mang qua cho cô ấy. Tôi sợ làm phiền anh. Có gì đâu mà phiền. Anh đã quan tâm tới gia đình tôi như vậy, tôi cũng nên làm một cái gì đó để đền đáp cho công ơn của anh chứ. Nếu được, ngày mai tôi mang ra sân bay cho anh nha. Tôi cũng không mang nhiều hành lý đâu. Anh đừng có ngại, có muốn gửi gì á thì cứ đóng gói đi, hải quan cho qua là tôi đem đi liền.
Mẹ tôi có gửi ít đồ cho em gái, dành mang qua cho nó. Địa chỉ tôi có ghi trên thùng đồ. Anh yên tâm đi, tôi sẽ chuyển cho cô ấy khi tôi qua tới bệnh. Anh đi mạnh khỏe, yên tâm đi, tôi sẽ thường xuyên tới thăm bác gái mà. Ngay lúc này tôi không nỡ rời xa mẹ tôi, nhưng mà giờ việc học cũng còn hơn một năm nữa, tôi không thể bỏ dở. Cảm ơn anh nhiều. Tôi đi nha. Anh ơi, anh ơi, tỉnh dậy đi. Anh sao vậy? Anh nằm mơ thấy cái gì mà dùng dãy dữ vậy? Là ác mộng nữa đúng không? Mặc kệ tôi. Anh thôi làm việc ác đi, thì sẽ không nhìn thấy ác mộng nữa. Là ai đã hiện về? Mộng Điệp, hay là những người anh đã bức tử họ vì nợ nần? Cô có im đi không? Tôi chẳng có tin gì ba cái chuyện ma quỷ dầm nhi. Mà có chăng á, cũng chỉ là hồn ma bóng quế, chẳng thể hại một người bằng xương bằng thịt như tôi. Con cầu xin trời Phật linh thiêng độ cho chồng con quay đầu là bờ. Nghiệp chướng gây ra càng nặng thì quả báo càng lớn. Cái thằng này, mày làm cái gì mà ngày nào cũng nhậu vậy? Riết rồi đổ đốn, đúng là cái thứ không ra gì. Sao ba ông đi ngủ đi, quan tâm tới con làm gì? Tao không quan tâm, tao chỉ thấy chướng mắt thôi. Con hai sai rồi, đi vô phòng ngủ. Tôi ra. Nè, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Trời ơi, sao sai dữ vậy con? Vô phòng đi. Ba có biết tại sao con uống nhiều rượu vậy không? Vì đêm nào con cũng thấy Mộng Điệp hiện về. Thành Thiên, cô ấy hỏi con tại sao cô ấy lại chết trẻ như vậy. Mày nói nhảm nhí, vô phòng ngủ đi. Con đi đi, sai lắm rồi, đi về phòng đi. Đi. Con không nhảm nhí, bà trả lời con đi, tại sao bà lại đối xử với con như vậy? Tại sao bà hại chết cô ấy hả? Nè, trời ơi, Thành Thiên, anh ơi, sao lại đánh con vậy? Mày mà còn ăn nói lung tung nữa thì đừng có trách. Đúng là cái thứ không ra gì. Con sai rồi, con làm ba con giận kìa. Vô ngủ đi con. Tại sao vậy? Tại sao lúc nào ba cũng chửi con là đồ vô dụng, là thứ không ra gì? Con là con của ba mà. Thành Thiên, tại sao vậy? Ba nói con nghe đi. Con, ba đi. Bà ơi, sống khuôn thác thiên phù hộ cho con trai mình nó tịnh tâm. Lòng hận thù mù quáng lâu ngày đã biến nó thành một người xa lạ trong căn nhà này. Mẹ thật bất lực. Nhìn con đau khổ như vậy mà mẹ không giúp được gì cho con hết. Thành Thiên ơi, sao mà số phận của con lại nghiệt ngã như vậy?
Sao con lại có mặt trên cuộc đời này? Mẹ phải làm gì đây? Mẹ phải làm gì bây giờ đây Thiên ơi? Dạ mời anh uống nước. Cảm ơn em. Ủa, anh tìm em có khó không? Không khó lắm. Tại vì lúc trước anh có làm giao hàng cho cửa hàng bánh pizza, nên địa chỉ khu này anh rành lắm. Ủa, anh vừa đi làm vừa đi học nữa hả? Nhà anh nghèo lắm. Anh đi du học với học bổng toàn phần. Anh phải làm thêm để trang trải thêm cho cuộc sống. Anh không may mắn như em đâu. Anh nghe anh Thiên kể về em nhiều, hôm nay mới có dịp được gặp mặt. Em xinh hơn anh tưởng tượng nhiều lắm. Anh như đang thấy mình chiêm ngưỡng một cô công chúa trong truyện cổ tích vậy. Ba có chuyện muốn nói với con, nhưng nói ở nhà không tiện. Ở đây chỉ có hai cha con mình, dễ nói hơn. Từ hôm ba về tới giờ con lu bu quá, không có thời gian giặt cho ba. Con xin lỗi. Con mời ba. Hôm nay ba muốn nói chuyện với con với tư cách là hai người đàn ông, được chứ? Dạ, ba muốn nói gì với con thì ba cứ nói. Lâu lắm rồi cha con mình không có tâm sự với nhau. Với một người đàn ông, theo con thì điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời này? Dạ, con nghĩ là sự nghiệp. Con nói không sai, nhưng đó là quan niệm của một người đàn ông ở tuổi 30. Người đã trưởng thành, chững chạc, và khi đã có tất cả lại có suy nghĩ khác. Khi con chưa có tiền, con muốn có thật nhiều tiền. Con mong có được sự nghiệp, con khao khát được thành đạt. Tất cả những mong cầu đó chỉ để chúng ta đạt được hai từ: hạnh phúc. Ba nói vậy có đúng không cơ? Dạ đúng. Vậy hạnh phúc là gì? Là có thật nhiều tiền, có sự nghiệp, hay có một gia đình êm ấm, có sự yêu thương thấu hiểu giữa những người thân trong một mái nhà? Ba biết con là một người đàn ông thông minh, bản lĩnh. Con hiểu hết, con biết hết. Nhưng con cố chấp, không dám nhìn nhận vào sự thật, thoái thác những mong cầu đơn giản và bình thường nhất của bản thân và của gia đình là cách con đang chạy trốn. Có những mâu thuẫn xảy ra với chính mình mà con không tìm được lối thoát. Bà nói con chạy thoát à? Cũng có thể. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm con à.
Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Sống một ngày, hãy tận hưởng trọn vẹn một ngày. Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân mình. Hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ là một thứ cảm xúc do chính mình tạo ra. Ba chỉ muốn thấy con sống hạnh phúc trong những ngày còn lại của cuộc đời này. Cũng tới lúc tôi phải về quê. Con lụa bây giờ nó đã có thể thay tôi phụ trách mọi việc. Xa cái gia đình này, xa cô, không phải là chuyện dễ với tôi. Tôi cũng vậy. Với tôi, chị cũng giống như người thân trong gia đình vậy. Còn ở lại đây làm việc tốt nghe không? Đừng có phụ lòng tin của dì, của bà dành cho con nghe không? Dì ơi, dì ơi, ở lại với con đi. Không được đâu con. Nhà của ông bà ngoại bây giờ như là nhà quan, không có người ở. Dì phải về chăm sóc, lo lắng nhà cửa rồi hương khói cho ông bà nữa. Dạ chị về. Thỉnh thoảng chị nhớ lên thăm tôi và cháu lụa nha. Chị cứ cầm lấy. Đây là chút thành ý tôi dành cho chị. Sau bao nhiêu năm chị làm việc ở đây, tôi muốn chị có chút vốn để làm ăn. Cô ơi, cô trả lương cho tôi đủ rồi mà. Chị cầm lấy đi. Tình nghĩa chị dành cho gia đình tôi hơn 20 năm nay, không có tiền bạc nào đong đếm được hết. Chị nhận đi cho tôi vui. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Hãy để mắt tới Thành Thiên chiều hơn. Dạo này tinh thần của cậu ấy không có ổn. Cảm ơn chị. Tôi biết phải làm gì mà. Làm việc gì cũng phải ý tứ, phải hiểu từng người trong gia đình. Cái gì nên nói thì mới được nói. Phải coi đây là nhà của con thì con mới làm việc tốt được. Con biết rồi dì ơi. Ừ. Cho con gửi lời thăm ba má con với hai em con nha. Ừ. Mẹ ơi, con không thể sống trong sự lừa dối con trẻ mãi được. Con sẽ phải nói sự thật cho Thành Thiên biết, rồi tự nó sẽ quyết định mọi chuyện. Tối nay con sẽ ngồi nói chuyện thật là nghiêm túc với chồng con về chuyện này. Dạ, ba muốn ăn gì thêm không? Hồi chiều ba có đi uống vài ly rượu với chồng con để nói chuyện. Ba no rồi con. Dạ.
Từ lúc ba về tới giờ anh Hải xuyên về nhà hơn. Làm gì làm, nó cũng phải nể ba chứ. À, mà thằng Thiên về chưa con? Dạ chưa. Con khuyên nó đi, bớt uống rượu lại. Đàn ông con trai dầu cho có buồn chuyện gì đi nữa, đâu có nhất thiết phải mượn rượu giải sầu. Dạ. Thôi ba đi ngủ đi, ngồi lâu đau lưng quá. Dạ. Vào đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Sao không đợi tôi về phòng rồi nói? Em muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây. Tôi không hiểu bà muốn nói gì. Chấm dứt nghĩa là sao? Em muốn cho Thành Thiên biết hết sự thật. Rồi sau đó thì sao? Em không biết, nhưng mà em phải nói. Em giấu thân phận của nó đã quá lâu rồi, nó cần phải biết sự thật. Nó cần hiểu tại sao người mà nó gọi là cha lại đối xử với nó như vậy. Vậy là cô muốn chấm dứt tất cả đúng không? Phải. Em thấy mình đã kiệt sức rồi, em không thể nào chịu đựng khi thấy con trai của mình bị chính chồng mình trả thù như vậy. Nó mãi mãi là vô tội, Thành Thiên không đáng bị như vậy. Cô tưởng chỉ có cô và con trai của cô chịu đựng chuyện này, còn tôi thì sao? Cô có nghĩ tới cái cảm giác chịu đựng của tôi không? Khi phải nuôi con của nhân tình cô. Em không muốn bàn cãi với anh về chuyện này nữa. Gia dị đã làm sai chuyện này, mà hậu quả là em và đứa con trai vô tội phải gánh chịu. Gia dị không phải là nhân tình của em. Gia vị, gia vị, gia vị! Tôi cấm cô gọi tên thằng khốn đó trong nhà tôi. Nó đã hại cả gia đình tôi tan nát, rồi bỏ đi biệt tích luôn. Được, cô chọn đi. Một là im lặng như đã từng làm trước đây. Hai là nói hết sự thật cho con trai cô nghe. Sau đó lập tức cả cô và thằng con quan kia biến ra khỏi nhà tôi, không một xu dính túi. Còn điều này mới quan trọng là đừng bao giờ quay về gặp Kim Ngân. Con bé là của riêng tôi. Nhưng nó cũng là con của em mà. Bà đó không xứng đáng là mẹ của nó. Nếu nó biết được sự thật này, nó có chấp nhận một người mẹ lăng loàn như bà không? Tôi cấm bà tổn thương cục mình.
Nếu bà quyết định ra đi thì đừng bao giờ quay về. Nếu không tôi sẽ giết chết mẹ con bà. Tôi không muốn rời xa bất kỳ đứa con nào hết. Quang, rộ ra. Đủ Quang. Ê, rộ ra. Làm gì lạ lối âm sầm vậy mày? Chờ chút không được hả? Không có chờ đi mà liền đi. Nhìn tướng thân này nè, chắc là con nhà giàu hay bắt nạt người khác. Để tao qua tao hỏi thăm nó cái coi. Ờ, qua đi. Quán chưa có đem bia rượu ra kịp, mày uống với tao ly được không? Rồi có ly. Ôi không quen biết rồi. Mày quen chơi đi. Mày hè mày chết hả? Dám kêu tao khác trời hả? Ra làm gì vậy? Mày bà đi ngủ đi, để con chờ cửa con hai cho. Thôi, con đi ngủ đi, để bà canh được rồi. Bà đi nằm đi, đêm nào cũng thức khuya, không có tốt cho sức khỏe đâu. Còn còn trẻ mà, còn thức một chút, không có sao đâu. Thành Thiên chưa về, bà có nằm cũng không sao ngủ được. Bà không ngủ được á, thì cứ vô nằm nghỉ. Ông đang ở nhà, mà bà cứ như vậy, ông càng ghét cậu hai nhiều hơn á. Con biết gì mà nói như vậy? Con nhìn thấy hết á, mà tại con không nói thôi. Con thấy thương bà, thương cậu hai lắm. Thôi được rồi, bà về phòng. Nhưng mà con nhớ nha, cậu vừa về bấm chuông là con ra mở cửa liền, đừng làm ông thức giấc nghe không? Dạ. Cậu đừng có uống nhiều rượu, có hại cho sức khỏe lắm. Xin lỗi là phiền cái lụa. Phiền con là chuyện nhỏ, bản thân cậu mệt mỏi mới là chuyện lớn đó. Sao lại tự hành hạ bản thân mình vậy không biết nữa à? Để con dìu cậu lên phòng rồi lấy hộp gà lăn cho cậu nha. Tôi. Cậu nằm yên đi, để con lau vết máu trên mặt rồi con lấy trứng gà con lăn cho. Để vậy á, mai bà thấy bà lo dữ lắm. Cậu có biết là bà thương cậu dữ lắm không? Sao tôi không biết? Trên đời này chỉ có mẹ là thương tôi nhất thôi. Mẹ là người quan tâm tôi nhất. Cậu biết vậy sao còn làm cho bà buồn? Tôi không biết tại sao mình lại trở nên đổ đốn như vậy.
Nhưng mà tôi không biết làm cách nào để vượt qua. Con biết là cậu buồn nhiều chuyện, nhưng mà cậu phải nghĩ cho bà nữa chứ. Chứ ông với cậu cứ xảy ra xung đột vậy hoài, người tội nghiệp nhất chính là bà đó. Hôm nay sao vậy? Nói chuyện như bà cụ non vậy. Con nghĩ sao con nói vậy? Cậu chờ con chút, con lấy trứng gà lăn cho cậu nha. Trễ rồi mà giờ còn ai tới nữa. Xin lỗi đã làm em thức giấc. Anh đi làm về ngang qua đây nên có mua cho em một cái pizza. Dạ cảm ơn anh. Trời lạnh như vậy sao anh không về nhà? Mà chỉ đến đây để đưa em hộp bánh thôi sao? Trời lạnh hay đói bụng? Em ăn đi để ngủ nha. Anh về đây. Anh. Sao anh không vào nhà một chút? Thôi em ngủ đi, anh về đây. Dạ. Bà đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Bà đã mất tất cả rồi, không còn con đường nào thoát. Bà xã, nhờ em chăm sóc hai con giùm anh. Nhậu nhạc hoài cũng thấy mệt người. Lâu lâu đổi lại bột này thấy cũng thú vị hả? Anh không biết đó thôi. Chứ thời xưa, thời sinh viên của tụi tôi á, tôi, ông Hải và một nhóm bạn nữa mê cái môn này lắm. Một tuần tụi tôi đổi cơ vài lần. Thời đó chưa làm ra tiền, lại có nhiều thời gian để chơi hơn. Giờ thì lại bị cái dòng xoáy kim tiền nó nhấn chìm. Muốn thoát ra một chút cũng không có thời gian. Nè,
bỏ lâu rồi. Mà cậu vẫn chơi cừ đó chứ? Chơi hoặc làm việc đều phải có sự hứng thú thì mới đạt hiệu quả cao. Kiếm tiền là một trò chơi hấp dẫn của tôi. Nhưng trong giai đoạn này kinh tế bất ổn, kéo theo công việc kinh doanh của chúng ta, so với hai phiên sụt giảm lần trước, chúng ta đã mất ít nhất là 30% trên tổng số 500 tỷ đồng số cổ phiếu mà mình đang nắm giữ. Theo tôi thấy trong thời điểm này nên mua vào và bán ra nhanh. Vấn đề giá tại thời điểm giao dịch không phải là quan trọng nhất. Tôi quyết định bán 1,2 triệu cổ phiếu của HGS trong phiên giao dịch tới. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, cổ phiếu HGS đã có phiên giảm sàn hết biên độ, từ 25.000 đồng một cổ phiếu xuống còn 22.500 đồng một cổ phiếu. Nếu tính sơ con số 1,2 triệu cổ phiếu mình cần bán ra, cậu cũng biết mình sẽ lỗ bao nhiêu đó. Cậu đừng cản, tôi biết là mình phải làm gì. Thoái vốn ngay thời điểm này là điều cần thiết, cho dù có bị lỗ lã chút ít. Alo. Ok, ok, tôi đến liền. Tôi và tổng giám đốc có gì cần đi gấp, ông về sau nha. Có chuyện gì vậy? Mẹ phải làm sao bây giờ hả con? Con mà cứ như vậy hoài, mẹ chết cho coi. Con xin lỗi mẹ, con có sao đâu. Mẹ đừng có lo cho con nghe. Con đánh nhau với ai mặt mày thâm tím như vậy mà con nói không sao? Con có biết là khi con còn nhỏ, tay chân chỉ cần trầy xước một chút thôi là mẹ đã không chịu nổi rồi. Bây giờ con gây hấn với ai mà đánh nhau như vậy hả Thiên? Đêm qua con sai quá, con va chạm với một đám thanh niên lạ mặt. Con không có gây hấn với ai đâu mẹ. Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng có khóc nữa nghe mẹ. Cậu nói hai tiếng xin lỗi thì có ích gì? Cậu phải bỏ rượu đi chứ. Cậu có biết là đêm qua bà ngồi chờ cậu tới gần sáng luôn không? Con biết thân phận mình là người ở trong nhà, dì hai con có dặn cái gì đáng nói thì nói, không thì thôi. Nhưng mà con thấy chuyện này cần phải nói. Cậu hai tệ lắm. Cậu hai có biết là con hai làm khổ bà nhiều lắm không? Bà đã khóc hết nước mắt vì cậu. Con gái gì mà quá đáng. Trời đất, có người làm nào mà dám chửi cậu chủ của mình như vậy không? Con không dám chửi. Con chỉ góp ý thôi. Nếu mà cậu cho là con nói bậy thì cậu đuổi con đi. Xin lỗi lụa. Tôi biết không những làm cho mẹ buồn mà còn làm phiền lụa rất nhiều nữa. Lụa nói đúng đó. Làm sao mà tôi dám đuổi việc một người ngay thẳng như lụa. Nói vậy là cậu hai không có giận con đúng không? Con rất là ngoan, thật thà chất phác. Kiếm được một người giúp việc như con đâu phải là dễ. Bà cảm ơn con không hết, sao lại đuổi chứ? Có câu nói này của bà, con yên tâm rồi. Mà con cũng nói trước với cậu nghe, cậu mà cứ nhậu nhiều như vậy, cậu về nhà té lên té xuống, con không có đỡ cậu nữa đâu á. Mà thôi, cậu hai ăn cháo đi. Cháo bà nấu chứ không phải con nấu đâu. Ăn liền cho nó nóng, con chỉ bưng lên giùm thôi. Thôi, con đi ra ngoài làm việc nha. Chỉ là một cô bé giúp việc nhà mà còn suy nghĩ thấu đáo như vậy. Bổn phận làm con, sao cứ để cho mẹ lo hoài vậy hả Thiên? Con xin lỗi mẹ. Con hứa là sẽ thay đổi. Con không có uống rượu nữa đâu. Con và em là hơi thở, là cuộc sống của mẹ. Chỉ cần các con sống vui vẻ, hạnh phúc là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Một trong hai đứa mà xảy ra chuyện gì, lòng mẹ đau như có ai đó cầm dao đâm vào tim. Con có hiểu không hả Thiên?
Con thiệt là may mắn khi được làm con của mẹ. Con hứa con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa đâu. Mẹ không thể cho con biết sự thật. Mẹ không muốn cuộc sống của ba mẹ con mình bị đảo lộn. Kim Ngân nó mỏng manh lắm, nó cần sự che chở của gia đình này. Anh tới thắp nhang cho em đây đi. Em sống khôn thác thiên, phù hộ cho những người thân vượt qua những mất mát to lớn khi không còn em bên cạnh. Cậu ngồi đi. Dạ. Cậu uống nước. Dạ. Cậu đến thăm tôi là quý rồi, mua chi nhiều quá vậy? Con chỉ mua một số đồ cần thiết, dự trữ phòng khi bác mệt, không ra ngoài đi chợ được. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống. Cậu đừng có tự hành hạ bản thân mình nữa. Tiếc là đứa con gái của tôi không có phước. Giả như nó là đứa biết thân biết phận, không nông nổi đua đòi, thì có thể giờ đây nó đã sống hạnh phúc với một người tốt như cậu. Con nhận thấy mình có lỗi rất nhiều với Điềm. Cậu không có lỗi, chỉ tại tham vọng mà con gái của tôi đã tự hại bản thân mình. Con gửi bác một chút tiền để bác chi tiêu. Thời gian này sức khỏe của bác không tốt, bác đừng có đi bán nữa nha bác. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi. Cậu cất đi, tôi không có lấy tiền của cậu đâu. Tôi cũng có một chút tiền dành dụm. Hơn nữa thằng Đại thỉnh thoảng cũng gửi về. Con không thể làm con rể của bác. Mong bác coi con như con trai. Con đã hứa với Điệp, hứa với Đại sẽ chăm sóc cho bác. Bác đừng có từ chối tâm nguyện của con nghe bác. Tôi nhận tấm lòng của cậu là đủ. Khi nào cần thì tôi sẽ lên tiếng. Bây giờ tôi mà nhận tiền của cậu, tôi càng rây rứt hơn. Con mong bác hãy coi con như Đại. Khi nào bác cần gì đừng ngại nói với con. Con xin phép bác, con về. Cậu về, thỉnh thoảng cậu tới đây thắp nén nhang cho con Điệp để nó ấm lòng. Dạ, bác nhớ giữ gìn sức khỏe. Xin phép bác. Mẹ, mẹ đang chuẩn bị làm món ăn gì vậy? Sài Gòn mùa này nóng lắm. Mẹ định lát nữa mẹ nấu rau câu dừa cho cả nhà ăn cho nó mát. Trời ơi, con nhớ những món ăn của mẹ nấu quá chừng luôn á. Ráng đi, rồi hè về mẹ sẽ nấu cho mà ăn ha. Mà mẹ, bữa nay chủ nhật, ông nội nè, ba con với anh hai, mọi người có nhà không mẹ? Ông nội á, đi qua bên nhà bạn của ông chơi cờ tướng rồi. Ba con thì đang họp với mấy chú ở bên ngân hàng ở trong phòng. Còn anh hai thì đi từ sáng tới giờ vẫn chưa có thấy về. Những thủ tục cần thiết tôi nói chú làm sau khi sang tên căn nhà đó. Chú đã làm chưa? Dạ rồi, em có đem sổ hồng lên phương trình.
Sau đó có gửi cho Phường cái đơn cho thuê nhà lại để nộp thuế. Vậy là về mặt pháp luật đã ổn rồi. Chú nhớ dặn kỹ cái người đứng tên thuê nhà khai là không biết gì hết. Ở đó chỉ có hai đứa, còn lại là bạn bè tới chơi. Dạ, em biết rồi. Ông Lãnh đã chết, nhưng mà bây giờ còn vợ con của ông, mình tính sao đây? Lỡ như công an có hỏi bả khai ra mình thì tính sao? Cậu không biết cách bịt miệng à. Nói với vợ ông Lãnh khai rằng ông ta đã bế tắc chuyện làm ăn nên tự dẫn. Xong rồi quăng cho bà ấy ít tiền, nói bà và mấy đứa con cuốn gói đi. Nhưng nếu căng quá, sắp xếp cho thằng nào đứng ra lãnh vụ này đi. Dạ. Nhà mà có người chết như vậy cũng khó bán lắm. Ai biểu chú bán? Làm hồ sơ kèm theo một cái dự án kinh doanh, đưa vào ngân hàng vay tiền, vay rồi bỏ. Tôi sẽ giới thiệu cho chú một đường dây ở ngân hàng khác. Dạ. Thưa mẹ, con mới về. À, anh hai con về rồi. Con nói chuyện với anh hai nha. Mẹ đi xuống bếp coi nồi rau câu một cái. Dạ. Hai anh hai. Hai em gái. Ủa, mà mặt của anh hai bị sao vậy? Anh hai bị té bầm sơ sơ thôi à, không sao đâu. Anh á, sao anh bất cẩn quá vậy? Mà anh có chuyện gì buồn hả? Sao lại đi uống rượu? Đâu có đâu, làm gì có chuyện đó. Thơm quá hả? Anh đi dự sinh nhật của một người bạn, cho nên uống say quá rồi. Thôi, đừng nói chuyện của anh nữa. Nói chuyện của em đi. Sao rồi? Có chuyện gì vui không? Kể anh nghe coi. Anh hai, em nói nhỏ, mình anh nghe thôi nha. Anh đừng có cho ba mẹ biết. Em có người yêu rồi. Ồ, vậy đó hả? Cho anh hai coi mặt người yêu em coi. Không, bật mí, đến khi nào ok em mới cho anh hai diện kiến. Làm gì bí mật dữ vậy? Em cũng lớn rồi, có bạn trai là chuyện bình thường. Nhưng em thích giấu, em chưa muốn công khai. Thôi, ba mẹ và anh hai, con phải đi ăn cơm đây, con đói bụng lắm rồi. Bye bye mẹ, bye bye anh hai. Bye bye con. Bye em gái. Em đói quá à, anh nói gì mà thơm vậy? Em nhắm mắt lại đi, anh sẽ cho em biết anh đang món gì. Công chúa của anh có được mở mắt ra đâu nha. Như quý vị cũng biết, tình hình chung hiện nay của khối ngân hàng, nợ xấu đã khiến cho các cổ phiếu của hầu hết các ngân hàng bị giảm sút. Trong đó, dĩ nhiên MTBank cũng khó thoát khỏi. Tính đến thời điểm này, giá cổ phiếu của MTBank đã sụt giảm gần 30%. Mà hiện nay, chúng ta đang nắm trong tay số cổ phiếu không nhỏ. Tôi hy vọng Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị sẽ có những quyết sách sáng suốt
nhất là trong thời điểm này. Tôi đã suy nghĩ kỹ và cũng có giải pháp tạm thời trong giai đoạn này. MT Bank sẽ cấp cho MTS và MTI 1.500 tỷ đồng. Hai công ty con này sẽ đứng tên mua lại 45,3 triệu cổ phiếu của MT Bank. Tôi không hiểu tại sao lại dùng chính tiền của mình mua cổ phiếu của mình để làm gì? Hay là tổng giám đốc muốn tạo ra một thị trường ảo cho thấy sức hút của cổ phiếu MT Bank hiện tại? Nếu cái đầu của tôi chỉ nghĩ tới vậy thì đâu có xứng đáng ngồi ở cái ghế này. Sau khi hai công ty con đứng tên mua lại số cổ phiếu của MT Bank, tôi sẽ chỉ đạo cô Duyên dùng số cổ phiếu này đi thế chấp ở những ngân hàng chính thống khác. Dòng tiền này sẽ chảy vào nguồn vốn khổng lồ của chúng ta. Ngân sách dồi dào, chúng ta sẽ dùng nó kinh doanh nhiều lĩnh vực khác để sinh lãi. Tổng giám đốc, quả là cao kiến. Cô Duyên, báo cáo những khoản lãi mà chúng ta đã chỉ đạo ủy thác cho nhân viên đi gửi tiền ở những ngân hàng khác trong quý 2 này. Ba, nay 30 rồi, sắp bông lên bàn thờ xong, bà có đi chùa không? Có chứ, 1 tháng 2 lần. Ngày rằm với mùng 1, bà vẫn lên chùa thắp nhang lễ Phật mà. Bà giống bà ngoại con ở dưới quê quá, hay đi chùa. Người già thì còn biết làm gì ngoài cái chuyện đi chùa cầu bình an cho bá tánh, cho gia đình. Những lúc mà đến chùa, bà cảm thấy rất bình yên. Bà mà già gì, bà còn trẻ đẹp lắm á. Chỉ có con mới khen bà đẹp thôi. Thật sự bà thấy mình rất là già. Già trong tuổi tác, già trong tâm tưởng. Bà mà già gì, bà đâu có già. Tại bà lo nhiều chuyện quá mà. Bà cứ mặc kệ mấy chuyện đó đi, sống thoải mái đi, lo cũng chẳng được ích gì. Trời đất, nhiều lúc bà nghe con nói, bà cũng chẳng biết con là người lớn hay là con nít nữa. Ai tới vậy ta? Lụa, chạy từ từ, có chừng té đó. Chào chị. Ông ơi bà ơi, có ba về. Ông nội. Gần về rồi đó hả? Ngân. Mẹ. Con gái. Hôm nay anh ăn gan hùm hả? Sao dám lên tiếng phản đối kế hoạch của tôi? Dạ, không phải là con phản đối. Con chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình. Với kinh nghiệm quan sát thị trường hiện nay của con, nợ xấu đang ở mức báo động với tất cả ngân hàng. Nếu chúng ta không rút tiền về, họ dỡ nợ thì chắc chắn sẽ kéo chúng ta chết chung. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Kinh nghiệm của anh bằng tôi không? Anh nên nhớ, tôi đặt anh vào vị trí này để làm theo chỉ đạo của tôi, chứ không phải là cản trở hay phản đối. Con chỉ sợ mình không góp ý, sau này có sự cố xảy ra, ba lại cho con là người vô trách nhiệm trong công việc. Không cần anh phải lo. Chỉ cần anh làm tốt công việc mà tôi giao là được rồi. Nên nhớ, đặt anh vào vị trí đó được thì tôi cũng kéo anh xuống được, biết chưa? Đang giờ làm gì bà gọi cái gì? Ủa, ba, con Kim Ngân nè, sao ba la dữ vậy? Kim Ngân, là con hả? Con về hồi nào mà không báo cho ba biết? Thì con mới về, nhưng á, con muốn cho ba, mẹ và ông nội bất ngờ mà. Con vừa về á, là con gọi điện cho ba liền á. Trưa nay ba về ăn cơm với con đi ba. Ok, cục cưng của ba, trưa ba sẽ tranh thủ về nhà với con. Vậy nha con, ba phải làm việc tiếp đây. Dạ, bye bye ba, hẹn gặp ba bữa trưa nha. Sao lại về bất ngờ vậy? Kim Ngân về hả ba?
Anh quay về làm việc đi. Nhớ tập trung vào những kế hoạch vừa họp xong, triển khai cho tốt. Dạ. Thưa ba, con về làm việc. Nhiều khi mình tự hỏi, ông ấy có phải là ba ruột của mình hay không? Sao lại đối xử khắt khe, xa cách với mình đến như vậy? Sao con về đột ngột quá vậy? Không nói cho anh hai ra sân bay đón con. Mẹ không thấy vui khi thấy con về sao? Tại sao con lại nói như vậy? Mẹ rất là vui. Nhưng mà sao con xanh xao quá vậy Ngân? Con có chuyện gì hả? Có chuyện gì thì nói cho mẹ nghe đi. Nhất định là có chuyện gì thì con mới về đột ngột như vậy. 2 tháng nữa là con tốt nghiệp rồi mà Ngân. Đúng là không có gì qua được mắt của mẹ. Mẹ đã nghe con nói đây. Mẹ, con có em bé rồi.